Theo cập nhật từ cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 7 giờ ngày 22 tháng 2 năm 2020, thế giới đã ghi nhận 77.275 trường hợp nhiễm COVID-19 do virus corona chủng mới gây ra và 2.251 người đã tử vong. Số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại Trung Quốc giảm rõ rệt trong những ngày qua. Tuy nhiên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố dịch COVID-19 do virus corona chủng mới gây ra vẫn chưa đạt đỉnh. Ngày 21 tháng 2, thế giới không khỏi bất ngờ trước sự bùng nổ số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KCDC cho hay, từ đầu ngày đến 16 giờ hôm 21 tháng 2, có thêm 100 ca nhiễm virus corona mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 204. Đáng chú ý là chiều tối ngày 21 tháng 2, Hàn Quốc xác nhận thêm một ca tử vong vì COVID-19 là một bệnh nhân 50 tuổi ở tỉnh Bắc Gyeongsang, khiến số ca tử vong vì virus corona chủng mới tại nước này tăng thành 2 người. Phần lớn các ca nhiễm mới đều liên quan đến ổ nhiễm tại nhà thờ giáo phái Seonjeonji ở thành phố Daegu phía nam Hàn Quốc. Bệnh nhân thứ 31 tại Hàn Quốc là một cụ bà 61 tuổi đã siêu lây lan virus corona cho các thành viên khác khi cùng tham gia lễ nhà thờ. Tính đến ngày 21 tháng 2, có hơn 400 thành viên của nhà thờ Seonjeonji xuất hiện các triệu chứng nhiễm bệnh dịch và KCDC đang đẩy nhanh việc xét nghiệm. Trong đó, quân đội Hàn Quốc yêu cầu binh lính không rời căn cứ để khống chế dịch COVID-19 sau khi có 3 quân nhân của quân đội Hàn Quốc, bao gồm các thành viên của lục quân, hải quân và không quân, đều nhận xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới. Thành phố 2,5 triệu dân bỗng trở nên hoang tàn vì cơn khủng hoảng chưa từng có vì dịch COVID-19. Diễn biến phức tạp này khiến Hàn Quốc trở thành quốc gia bị dịch COVID-19 hoành hành nghiêm trọng nhất sau Trung Quốc. Trước đó, du thuyền Diamond Princess được xem là ổ dịch COVID-19 khi đến nay đã có 634 ca nhiễm. Hành khách và thành viên thủy thủ đoàn đã được rời tàu sau 2 tuần bị cách ly. Các công dân nước ngoài hồi hương cũng bị phát hiện nhiễm COVID-19, trong đó có 11 ca nhiễm ở bang Nebraska của Mỹ. Số ca nhiễm mới tại Iran cũng tăng đột biến trong ngày 21 tháng 2 khi có thêm 13 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm COVID-19 lên 18 người và thêm 2 người tử vong, tức là đã có 4 ca tử vong tại Iran. Hai trường hợp đầu tiên được phát hiện vào ngày 19 tháng 2. Bộ Y tế nước này cho biết virus corona chủng mới có thể đã có mặt ở khắp Iran khi các ca nhiễm được phát hiện ở thành phố Qom, Tehran và Gilan. Trong khi đó, WHO gọi tình hình này rất đáng lo ngại vì dù số ca nhiễm còn thấp nhưng lại không có liên hệ đến Vũ Hán hay Trung Quốc. Đầu ngày 22 tháng 2, tại Ý, theo hãng thông tấn AP, đã có một trường hợp tử vong vì virus corona là một người đàn ông 78 tuổi ở tỉnh Veneto, phía bắc nước này. Trong khi đó, số ca nhiễm COVID-19 tại Ý là 19 người. Các nhà nghiên cứu trên thế giới đã nỗ lực phát triển phương pháp điều trị và tìm kiếm vaccine mới nhằm chống lại dịch COVID-19. Theo Reuters, vào cuối tháng 4, Trung Quốc có thể sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng một loại vaccine đối với virus corona chủng mới gây dịch COVID-19 với hy vọng sẽ khống chế dịch bệnh đang hoành hành.